Đi tiền tiền, đi xe cơm, mình này cũng có tiền nghèo. Mình nói là mình năm đứa con rồi, chồng mất từ lâu rồi đúng không? Mình không có tiền để mình lo cho con mình chữa bệnh đi Sài Gòn đúng không? Rồi bây giờ bác sĩ nói là tốn bao nhiêu tiền nè? Bây giờ hôm nay sơ đến đây, sơ xin thông tin nhá. Mẹ tên gì? Hân. Mẹ Hân, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Y Hân. Y Hân, năm nay Y Hân bao nhiêu tuổi rồi? Y Hân bà, chờ để đường phần chích. Bao nhiêu? Đây phải chờ phần chích, phần bà. Năm 72 sao? Sinh năm 72, năm nay 48 tuổi rồi. À, mình có 5 đứa con, chồng mất lâu chưa? Lâu. Lâu là từ khi đứa này sinh ra? Năm mấy tuổi rồi? Nó 16 tuổi rồi. Vậy là 5 đứa con, ở một mình nuôi 5 đứa con. Thì đứa út này lại bị tim. Rồi đưa lên Sài Gòn, rồi bác sĩ bảo không có tiền để chữa. Đúng không? Nhà mình có nhiều đất không? Có mấy con bò? Đâu có. Có mấy con trâu? Không có con trâu, con bò gì hết. Không có đất đai gì hết. Bây giờ có muốn chữa bệnh cho con không? Vậy á. Muốn lắm đúng không? Muốn lắm mà không có tiền đúng không? Giờ có lo không? Ừ. Bây giờ nói sao nghe này, bây giờ ở nhà thì nó có bị bệnh, nó có bị ốm không? Nó có bị xỉu không? Để chị thì bị kéo là đi, để chị kéo. Để chị kéo xỉu. Xỉu thì bị xỉu. Còn mình bị xong thì xỉu, nhưng mà nó bảo anh ăn mai hay xà này đâu. Nó ăn nhiều thì nó đỡ, còn hôm nào nó không có ăn thì nó xỉu. Nó hay đói không? Nó có hay thường xuyên đói không? Bà giật sẽ bị về, bà giật sẽ bị về, bà ngọt đây, kìa bị đề nhật, bị đề kể, xong này. Thì cũng hay xong với lũ. Có nghĩa là nó thường xuyên đói đúng không? Không, không có đồ ăn cho nó ăn. Có nghĩa là gia đình nghèo không có đồ ăn cho nó ăn. Nên là nó hay đói và nó hay xỉu đúng không? Mẹ nghèo quá hả? Không có gì hết à? Chăm sóc không đủ tiền ăn hả? Rồi nó có được đi học không? Không được đi học, nó có biết chữ gì không? Được đi học từ nhỏ giờ luôn hả? 16 tuổi không biết gì luôn. Bây giờ nhá, thôi bây giờ sơ đến đây sơ hỏi biết thông tin của mẹ nhá, của con, rồi ra về sơ xin mọi người giúp cho bé nhá, để cho bé được chữa tin nhá, được không? Vâng, giờ vẫn cứ khám. Bây giờ mẹ nhìn lên đây này, mẹ nói là xin mọi người giúp cho con chữa tim, có tiền để đưa cho nó đi Sài Gòn chữa bệnh nhá. Mẹ nhìn vô đây mọi nói mọi người này. Xin chân. Bệnh đi cùng. Vẫn vậy nhá, nhá, bệnh đi cùng nhá, bệnh bệnh phía đây nè. Bệnh đi cùng bệnh khổ. Khổ quá. Nhà nghèo quá. Nhà nghèo. Còn đông nữa. Con đông. Khổ nhà nghèo con đông mà chồng mất sớm, con lại bị bệnh tim nữa. À, rồi bây giờ muốn cho con chữa bệnh thì cũng không có tiền đâu để chữa. Con tên gì? Con tên Tiểu. Y gì? Y Tiểu á? Y Tiểu đúng không? Vâng, kính thưa quý vị ân nhân hội bác ái Francisco, đây là bé Y Tiểu ở trên con Rờ Bàng, thuộc giáo xứ con Rờ Bàng. À, gia đình của bé rất là khó khăn. Nhà bé có 5 người con và cha bé mất sớm. Bé là một cô cha từ khi sinh ra và mang cho mình căn bệnh tim bẩm sinh. Hoàn cảnh rất là khó khăn nên là mẹ không có tiền chữa trị cho bé, cũng như là không cho bé đi học được. À, bữa đói bữa no còn không lo đủ thì làm sao mà cho con được đến trường. Rất là khó. Nên kính thưa quý vị ân nhân, con xin quý vị cùng chung tay giúp cho bé Y Tiểu này có tiền để chữa bệnh tim. Bé là bệnh tim bẩm sinh, năm nay bé 16 tuổi. Ước mơ được chữa bệnh. Xin mọi người giúp cho con chữa bệnh đi. Con ạ, con đến cùng ạ. Mẹ nói xin mọi người giúp cho con đi. Mẹ nói xin mọi người giúp đi. Ê, sao mình cứ... Cứ xong phía nói con ạ. Nha. Thưa quý vị, thực sự ra thì mẹ rất là xúc động và mẹ cũng bất lực, không biết nói làm sao hết. Thì con xin quý vị cùng chung tay giúp với lại gia đình cho bé Y Tiểu có thể có cơ hội được chữa bệnh tim. Giúp cho hoàn cảnh người mẹ đơn thân này nuôi 5 đứa con rất là khó khăn, rất là vất vả. Và một lần nữa con xin cảm ơn thành cho gia đình mình nhá. Được không? Rồi, sẽ cảm ơn nhiều, rồi sẽ đi về nhá.
bên này, bên này luôn nè. Cảm ơn.